Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Tiếp tục 16 rồi, 17, 18, 19, 20, 21, 22, bằng này thêm 22, 23. Hai mươi bốn, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, đúng 35. Tại vì quân số là 36, một người không ăn thì còn 35 dĩa. Đây, quay lại chứng tích rồi. Rồi, ok. Mà nó gây nó xúc động cảm xúc cao và nó khắc vô trong cái não mình ấy. Thì lại thấy là nó là một cái hôm nay là thấy tác động mạnh nhất. Rất là cảm ơn thì chờ cùng cô nghe. Hôm nay em lên đây là em muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân em. Không gì không gì.
bị tai nạn mất cái tay 5 tháng. Cho chàng pháo tay đi. Thật sự thì cái đó nó, cái nỗi đau nó luôn tồn tại trong em cách đây 5 tháng. Từ lúc đó tới giờ, lúc nào nó cũng nằm trong tâm trí em và nó ảnh hưởng đến công việc em rất là nhiều. Khi mà anh Tùng Sơn, trước đây thì em cũng có nghĩ cái hướng tích cực hơn, nhưng mà em chưa bao giờ em ghi ra giấy. Nhưng mà hôm nay anh Tùng Sơn kêu em ghi ra, đứng ở người thứ ba nhìn vào thì em thấy là, nói chung là em cảm thấy đỡ hơn.